Bất ngờ quay cận cảnh cục vàng của Hữu Hí thì bà ngoại giọt lên nói gần một câu: "Chàng ơi, cháu ngoại của tôi nó giống hệt tôi y chang cái lỗ mũi à, quý vị ơi." Dân thì để hiểu được cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay, tiếp tục con trai của Hữu Hí về nhà và bà ngoại dội mừng vui như thế nào, mời cả nhà cùng theo dõi nhé. Cưng nghe nhiều nữa ha nghe ha, mà đâu và em cũng giỏi lắm nghe, nhiều khán giả nữa. Ngọc Nga giỏi quá, cố gắng lên ha. Ngọc Nga giỏi, cái bữa hổm mà clip mà Hủ đưa cho anh đó, ai cũng khen giỏi cho Ngọc Nga sanh con giỏi quá. Ôi, đẹp trai bé này kìa nha. Đấy, để giờ ta liền chia sẻ cận cảnh là Hữu Hí con cho cả nhà nghe. Kéo áo lại nha. Ừ. Mày có nằm than không chị Xuyến? Nằm nè. Bác sĩ nó nói mình vậy nha. Đúng rồi. Nằm than. Than cho nó cứng cáp. Ừ. Vừa chơi cái giường này giường sắt nghe chị Xuyến. Nóng lắm quá nghe, cái giường này giường sắt á. Hả? Giường sắt mình là lấy chiếu mà. Xếp miếng niệm lên ha. Ừ, cái chiếc nằm trái lên cho nó nằm sát xuống. Wow, bé này trái tài tốt lắm nè. Trái tài đẹp quá. Có mai trời. Rất là đẹp. Nó cũng rất là đẹp trai nghe cả nhà. Không biết là... Đó. Em quay cận cảnh cục vàng của Hữu Nga đây đó. Mẹ bầu Ngọc Nga đây đó. Chúc mừng Ngọc Nga đã vượt cạn thành công đó. Vượt cạn thành công nha. Quá dữ. Thấy con sao nha? Bữa là mới sanh ra thấy con sao? Mừng không? Vui không? Không có cái còn niềm vui nào bằng bằng cái lúc mà mình gặp con mình chào đời ha. Nga gật đầu. Cha mẹ nó cũng vậy quý vị. Khi mà vợ mình sanh ra cái mình thấy nó rất là mừng vui. Bữa đó đau lắm hả nghe. Nghe Hữu nói bữa đó em đau lắm à. Lúc đó mà quý vị. Thì chàng luôn, chàng ơi, cho em Hữu luôn. Em bé này lỗ mũi cũng đẹp đó. Rồi mấy ngày hôm nay mình chia sẻ những cái video đó. Bé Bảo Trân lỗ mũi cũng đẹp. Bây giờ đây gặp con Hữu mũi cũng đẹp. Mà con của Hữu có trái tài cũng rất đẹp nữa. Ê, giật mình vui luôn vậy con. Giật mình, ừ. Cháu giật mình kìa. Ừ. Đúng rồi, đúng là cái miệng nó giống Ngọc Nga. Sao mà công nhận nó gỗ cũng khéo ha. Giống điều hai bên luôn, khỏi ai phân bì hết nha. Vừa giống Hữu, vừa giống Nga luôn đó nè. Chỗ nào giống bà ngoại đâu. Chỉ có bà ngoại. Chỗ nào giống bà ngoại đâu. Bà ngoại đứng cười kìa. Chỗ nào giống bà ngoại đâu con. Thằng bé nó có một chỗ rất là đẹp đó nghe cả nhà. Mình chỉ nói vậy thôi. Hồng hào. Đây á, đại gia đình chị Xuyến đang ăn cơm đây nè. Thằng ơi. Thằng ơi. Cơm cho vợ Long Xuyên tỏ ngay để nè. Chờ Long Xuyên vậy đó. Ừ. Bạn bà cô chú đi con. Mà con giả ăn cơm với em giả trong nước rồi nữa. Ừ, em mừng quá mẹ chồng. Con mời em bà cô chú ăn trường. Ừ, giỏi. Chúc em bà cô chú nhiều sức khỏe. Giỏi luôn. Cỡ này Xuyến nắng nót bé Như giỏi nè, bé Quyền giỏi nè. Bé Như giỏi luôn. Con đừng có lên ẩm cháu nghe. Ừ, trời ơi, dạ kìa, bữa nay dạ đó kìa. Con nhớ ẩm
vậy đó hả? Ôi, đừng nói gì. Ừ. Tại vì Như nó thương cháu á. Ừ, Như thương cháu. Đụng đen đụng người không biết. Không trách con, tại con thương cháu mà con không biết. Không biết ổng đâu. Thương bé á. Thương cháu á. Nhỏ này nó nói gì chứ nó biết hết trơn. Thương em, thương cháu, nó thương chị luôn. Ủa, con đâu phải chị đâu. Con là em. Con nói nghe chú Yên nói con. Chị là chị Nga kìa. Con là em. Đúng, chị Nga là lớn. Lớn nhất thế giới luôn. Lớn trong gia đình hết biết không? Ừ. Thấy không? Còn chú Yên lớn như cha Tư con luôn ấy. Ừ. Cái tay cũng bự à. Bự cha không? Tư con nè. Chơi tay tay cha Tư bự dữ không? Bự gì nè. Ừ. Bự. Ừ. Ừ, số 1 ha. Chàng ơi, sáng giờ lên bệnh viện luôn hả chị Xuyên? Ừ. Hay là ở bên nhà chạy qua đây? Bệnh viện á. Bệnh viện luôn. Rồi xe bà đâu? Đi xe lật về bỏ xe cả nhà. Bỏ Long Xuyên luôn. Rồi chỗ nghe lẽ đó. Ờ, gỡ nhà xe ha. Chuyện nào lên lấy? Hả? Chuyện nào lên lấy? Để lo cho ngay ở đây xong rồi lên. Ừ. Mới đi chút chở cho lên chảnh luôn. Ừ, chút chở mấy mẹ con chị. Gì đi lên chảnh ba mẹ con luôn hả? Ừ, chở hết nhưng mà tới giờ. Ừ. Chuyện ơi. Ừ. Ê, cái vỗ cháu, vỗ cháu. Nó giật bệnh, vỗ vậy. Giật bệnh á. Ê, Như. Trời, chị Xuyến, nó Như nó đừng nhảy lên quá giật bệnh á. Giật bệnh. Em bé khát sữa. Đi xuống, em bé khát uống đi. Cứ cái gì cơ? Rồi con xuống ăn cơm đi. Ừ. Đừng có la, cháu ngủ. Như đừng có la, cháu ngủ nè. Nghe không nghe, bỏ cháu nó nè. Để cho cháu ngủ đừng có la. Quên kìa, đói bụng không ta? Nó bụng không? Đấy. Cháu nó giật mình á. Trời ơi. Thằng ngoại tích cực quá ha. Nè. Trời ơi, đừng quạt con. Một bé. Cưng dữ không chị Xuyên? Ừ. Cưng dữ không? Dữ. Cũng này con gì? Cục vàng đó. Cục nợ hả? Cục vàng. Trời ơi, nghe gì nói bầm cục nợ em ơi. Cục vàng. Con nội ơi, mừng dữ không? Mừng. Dữ ha. Tới ra tháng này bà ngoại hung xài hai con má luôn. Trời ơi. Không trả đâu, không dập tập đâu. Hai bà ngoại tiền kem bà ngoại ơi rồi ha. Tới chạy đi bà ngoại ăn bánh rồi ha. Ừ. Bà ngoại về bà ngoại đi mần giấy khai xanh cho con nghe. Đi mần giấy khai xanh cho cháu đi. Hai mà. Đi. Sao ngủ làm rồi mà làm? Ngủ nó đâu ấy à. Mát lại nha. Bỏ chạy vậy hả? Không quá mày đánh đáo với chị. Ủa giờ này ngủ đâu rồi? Bỏ chạy vậy hả? Nó đi mua đồ vậy. Hay nó đuổi thổ lại. Nó đuổi thổ không? Không. Sao nó tiêu rồi? Nó mua gà với trái cây vậy cũng tạ lại đất đai đó nè. Ờ đi một chuyện hả? Từ đâu nãy giờ mày nói trời ơi cục vàng cũng về mày gao ghìa nữa sao? Sao nó đâu? Nó đâu rồi? Giờ nó đẻ con nó được gì nó như cục vàng. Đi chợ mua đồ rồi. Mua đồ rồi hả? Dạ. Cứ ngủ với cục vàng nha. Dạ. Nhớ. À, nó đẻ, ừ, nhớ. Nó đẻ tử nè. Nó dò đầu ghế qua trời. Nó hợp tác với Nga hai chồng nó đẻ tử. Cho nhỏ bốn con nhỏ kìa. Con nhỏ kìa. Con Như nữa nè. Nhớ. Trời ơi, Nhớ. Trời ơi. Lấy cái tay nó ra nó nhẵn vô chị Xuyến. Được. Nó thương cháu nhưng mà nó không có, nó biết á. Cũng tội nghiệp á. Nó
Hương lắm. Con đừng có đụng vô, nghe chưa? Hương lắm, nãy nó bơi vô khúc củi vậy đó, hương lắm. Chị chuyện kinh nghiệm bí quyết rồi ha. Đó, mà cái kinh nghiệm lắm mà bác sĩ là đâu có uống nước sớm sau bé nó sinh. Bác sĩ nói tại vì tôi không hiểu. Ý bác sĩ nói là trong máy đem ra là hoàn toàn sữa mẹ 3 giọt đầu. Còn khi mình về nhà rồi nó uống bình thường. Đấy. Chia sẻ mấy đứa trẻ nhiều đó. Không có phải đâu. Cho nhỏ uống coi kìa. Con nhỏ này đưa vô hoài. Đừng có lấy mấy cái giấy đó chậm như. Giấy này là giấy Trung Quốc không á. Đừng có chậm như. Ý bác sĩ là nói coi bé đẻ ra là hoàn toàn sữa mẹ, buổi đầu mới rước ra trong hồng rước ra. Khi mình về nhà em bé uống nước bình thường. Thì Thiến nói vậy bây giờ mọi người coi đúng hay không? Cho tao bình luận dưới nghe. Em nói ra khán giả nghe trong nước bình thường này nha. Nhỏ thôi. Khi sanh ra thì bác sĩ dặn là khi bồng em bé ra là không được uống gì hết, chỉ uống sữa là của em bà mẹ giọt đầu tiên. Còn ở trong đó nằm 3 ngày rồi, bây giờ mình về nhà thì em bé có khát nước, nước cục nước này kia, mình nhắn cho em bé uống nước chín, nước là nước chín để nguội em ấm cho em bé uống được phải không khán giả? Ừ. Đó. Rồi bây giờ mà mấy anh em YouTube nói là 6 tháng mới cho em bé uống nước. Rồi giờ khán giả bình luận vô giùm em coi. Phải, đó là do người ta có kinh nghiệm, mình chỉ mình á, tôi nói là có dù 6 tháng cho em bé cho khát cho cái nước. Sữa thôi, sữa mẹ thôi. Không sữa nó cũng có nước rồi. Đâu phải vậy đâu, khi trong bệnh viện thôi, còn mình về nhà rồi em bé vẫn uống nước bình thường. Nhớ nuôi sữa mẹ hay là sữa mình? Thì bây giờ kêu nó nặng ra, nó cho em bé uống sữa mẹ nè. Chúc uống sữa mẹ nha. Chị có chị con gái mình sữa cái mẹ gì là tốt chị. Ăn cái gì con có sữa không chị Xí, chị nói coi. Thì ăn cá lóc kho, thịt kho, phanh heo hầm, rau lan rồi đó, rau lan. Heo, rồi rau lan, rồi cá lóc kho khô, thịt kho khô. Nói chung là cá ăn cá lóc là tốt nhất. Cá lóc là tôi phải tay. Cá lóc kho khô rồi độc lan luôn. Nghe nhìn nghe cái lỗ mũi cháu ngoại giống thịt bà ngoại kìa chị. Ông chị xin phải xem kỹ ơi là cháu ngoại giống ai chứ ai nhiều nhất. Chị thấy lỗ mũi nó giống chị. Đó thấy chưa đúng ý cự hí. Nga nó dòm chị lúc mới sanh chị vô phòng nó đang đau bụng đó. Nãy mình nói là giống hổ. Ê nhỏ này nhỏ. Trời ơi trời ơi Như. Là giống con mắt thằng hổ. Mắt chị Xuyến dặn như cái kỹ này chị Xuyến đi để lỡ nó trúng nhỏ mệt lắm á. Giống nó không à. Đâu chị ẩm quay ngược lại cho chị. Đúng rồi bợ tới tay rồi. Ngon lành chàng ơi, ngon lành. Đâu ơi. Ok cái mặt của bà ngoại với mặt cháu ngoại thử coi. Gần gần coi. Đó, đâu. Đâu rồi, giống rồi. Đó. Đó, như chính là coi. Như chứ hơn hang còn cao nữa. Vậy mình lấy hang mình hơi. Như chúng chị hai kìa. Trời ơi, không được rồi. Trời ơi. Không được rồi. Nó thường bé luôn. Tại vì cái gì nó bé này nó mới sanh đó. Hạn chế cho con Như nó lại gần. Chị muốn thăm Nga ví dụ đó coi sao. Ê. Đây là chị. Ê cái tay. Không vừa. Ôi trời cái tay của nó kìa. Chị Xuyết. Chị Xuyết ơi. Trời chàng Như ơi là Như. Nó thương mà nó không biết á, khổ nữa. Bây giờ Như gì nè, rồi bả lấy cái quạt cho chị đi. Hồi nãy chị thấy hú hồn hú vía không, nó bồng như khúc củi vậy Như á, chị thấy không? Trời nó bưng như khúc củi ông nội ơi. Ôi Như. Con Nga giờ nó Nga. Nha nhịn hơn nhịn Như kìa. Giận Như kìa. Mẹ ơi. Thôi mày thôi. Quắc quắc hả? Quắc sao đâu? Kệ kìa đưa cho nó cho uống kìa. Nhịn Như. Điện thoại con. À hết pin nè. Nó không chịu điện thoại nữa rồi. Đó. Hết pin nè. Nó gặp em bé nè. Ngày mai mốt là cho Như ở nhà luôn, không cho đi xuống đây nữa. Ừ. Nó nói vợ đâu mày, Diễn ơi. Mẹ mày chưa đẻ đâu. Của mẹ đó. Vài bữa mẹ mày đẻ tiếp. Mẹ ấm. Mẹ đẻ hả? Ừ. Rồi ra đây ngồi đây ăn uống này nè. Cơm nước gì chưa nha?